Hello chị, em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa. Hôm nay em An sẽ review chi tiết mẫu Hyundai Elantra số sàn 2021 đây chị nhá. Nhà em An đây xe mới đi có 69.000 thôi. Chất lượng chiếc xe thì còn khá là liền lạc và tương đồng với số km chiếc xe. Và xe này đã được chủ xe lên màn hình OLED Pro cũng như là phủ tablo rồi. Ở đây một chiếc số sàn 21 đây chị nhá, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Vô lăng cũng được tích hợp những phím bấm này anh chị này. Và có cho anh chị như là điều hòa, khóa đẩy lỗ thông minh cũng như là túi khí an toàn đầy đủ hết đấy chị nhá, ABS và đầy đủ hết cho chị những option đấy. Và chiếc xe thì những chi tiết còn khá là liền lạc anh chị này. Đây là một chiếc xe số sàn với tầm tiền hiện tại em An đang chào bán là 435 triệu chị nhá. Ghế da này đã cũng được trang bị rồi, nguyên bản là ghế nỉ và xe cũng đã được trang bị sẵn cho anh chị như là lót sàn rồi. Các chân côn, chân thắng, chân ga còn đẹp đồng nhất với số km chiếc xe chị nhá. Đấy, tên tư nhân một chủ đầu, xe thì trang bị đầy đủ đồ chơi, ghế lì zin nguyên bản này anh chị này. Đấy, và tất cả những chi tiết keo chỉ thì em An bao zin là không mất phần keo phần chỉ nào nhá. Tất nhiên là xe cũ thì sẽ có xước sát, có dặm sơn, cái đấy thì là điều mà rất là khó để tránh được trong quá trình mà chúng ta lưu thông đúng không ạ. Hốc gió điều hòa ghế sau. Với một chiếc xe hạng C này thì trong tầm cửa tiền này thì anh chị vừa kết hợp dịch vụ đi gia đình chở xe hoa rất là hay nha anh chị nhá. Xe thì cam kết tuyệt đối là đâm xô, ảnh hưởng đến động cơ, đến hộp số, khung gầm, đinh bấm. Đấy, 4 thăng đi ABS và em xe này với km này thì đã được bác chủ cũ thay 4 lốp mới tinh cho chị rồi. Số sàn 2021. 4 mắt cảm biến sau chị nhá, 4 mắt cảm biến sau. Đèn hậu LED này anh chị này. Elantra số sàn. Trong phân khúc hạng C thì em An đang còn như là Cerato số sàn và Elantra số sàn anh chị nhá. Đầu nghề đầy đủ này. Hầm ánh thì tuyệt đối là không cấn đụng vào bên trong nha anh chị nhá. Đấy, cái đấy là điều mà em An luôn cam kết rồi. Đấy. Xe cũ thì em An sẽ luôn đảm bảo yếu tố về mặt chất lượng. Đấy, và cái đó là cái điều rất là quan trọng rồi. Động cơ phải nguyên bản này. Đấy, khung gầm sắt xi nguyên bản, không ảnh hưởng đến kết cấu khung xương. Đấy, một chiếc màu trắng số sàn nhá. Tài chính cực kỳ là hợp lý, là 435 triệu. Anh chị chỉ cần bỏ ra cho em An đâu đó khoảng 106-107 là anh chị mang xe về rồi. Và em xe này thì phần phim cách nhiệt này đã bị bong ra để em An sẽ hỗ trợ dán lại cho chị mới nha anh chị nhá. Đấy, đây cho anh chị tham quan qua phần gầm xe này. Đấy, xe này thì của em An là biển Đắk Nông, Bình Phước, xin lỗi chị Bình Phước, nên là chất lượng chiếc xe thì gầm bệ thì không sợ là mục mọt hay là nước biển đấy chị nhá. Đấy, đây 4 lốp mới tinh rồi. Chiếc này đã được trang bị 4 quả lốp này, anh chị về không phải lên nữa. Và đánh giá một cách khách quan thì với một chiếc xe 3 năm sử dụng đi 69.000 là một chất lượng chiếc xe đi tương đối. Quan trọng nhất là em An thấy rằng chủ cũ họ là người khá là cẩn thận và kỹ càng, đây là chất lượng chiếc xe thì còn cực kỳ đẹp anh chị nhá. Cho chiếc số sàn này 21. Đấy, tay cửa đều mạ chrome và có khóa cảm biến hết anh chị nhá, khóa cảm biến hết. Đấy, keo chỉ là zin từng phần một luôn, không mất phần keo phần chỉ nào. Đấy, nội thất hai màu, tông màu là đen kem anh chị nhá. Nguyên bản sẽ là ghế lỉ zin thôi. Đấy, cho chiếc này đồ chơi thì đầy đủ rồi, đã lên 4 lốp mới cho anh chị. Em này của em An đang đeo biển số là 93 Bình Phước, đăng kiểm tất cả những vấn đề về đăng kiểm hết thì em An sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại cho chị nhá. Số sàn 2021 đây. Tầm giá thì vô cùng hợp lý cho chị để chị tiếp cận mẫu này rồi. Nhà em An thì có rất là nhiều xe, nhưng mà trong thời lượng video này thì em An sẽ giới thiệu cho chị một cái chiếc xe hạng C với thiết kế rất là trẻ trung này, thể thao này, động cơ 1.6 chị nhá, 1.6. Đèn pha dạng thấu kính, đèn gầm sương mù đầy đủ hết cho chị luôn. Đúng không ạ? Anh chị cứ lên xem xe thực tế nhá, em An sẽ còn bớt thêm cho chị. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Đây, động cơ là 1.6. Các chi tiết ốc chân máy là nguyên bản này, mặt máy cũng là nguyên bản. Hay là những chi tiết đinh bấm bên trong những trụ cuộc này cũng là nguyên bản anh chị nhá. Đấy, tuyệt đối là không đâm xô. Ốc cabo cũng là zin này chị này. Và anh chị có thể quan sát ra màn những chi tiết, nó lên một chiếc xe đẹp không lỗi chị nhá. Elantra số sàn hạng C giá mềm. Đấy, dạng C nhưng mà tầm tiền thì nó cũng chỉ giống như một chiếc hạng B thôi, cực kỳ là hợp lý để chị tiếp cận nhá. Đấy, máy móc là zin. Anh chị cứ quyền check test tại hãng và gara tùy ý, nếu mà xe đâm đụng thì kích tai nạn em An phạt tiền 100% cho chị nhá. Cho chiếc Elantra này, tất cả bên em bán ra thì có văn bản cam kết kèm theo và có bảo hành cho chị về động cơ, hộp số, 6 tháng sử dụng hoặc 5 đến 10.000 km tùy những mẫu xe chị nhá. Rồi, trên đây là mẫu Hyundai Elantra số sàn 2021, xe lăn bánh 69.000, đã được bác chủ xe lên 4 lốp mới, lên màn hình cam hành trình, ghế da. Và đây là một chiếc xe mà bác chủ cũ đi rất là giữ gìn kỹ càng, nên là chất lượng chiếc xe còn cực kỳ đẹp. Anh chị mà yêu thích quan tâm mẫu xe này thì nhấc máy gọi điện cho em An theo số line 0943 444 550 hoặc 0968 390 391, lên trực tiếp showroom nhà Man, ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương xem xe, trải nghiệm xe và thương lượng thêm về giá. Một nữa cảm ơn chị rất nhiều
và hẹn gặp lại chị. Xin chào.